Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Đào tạo Chuyên gia Lập trình Cybersoft Academy do Thạc sĩ Khoa học Máy tính Lê Quang Song, quê Thân Bình, Quảng Nam sáng lập, đã tổ chức buổi workshop giá như được học lập trình sớm hơn với các diễn giả có kinh nghiệm chuyên sâu về công nghệ lập trình, nhằm truyền cảm hứng đến cộng đồng đam mê công nghệ thông tin trên cả nước. Buổi trò chuyện có sự tham gia của em Nguyễn Nam Long, mọi người thường gọi em thân mật là thần đồng công nghệ thông tin. Dù mới 11 tuổi nhưng đã làm dậy sóng cộng đồng mạng lập trình với 5 năm kinh nghiệm lập trình và được 6 công ty game top đầu Việt Nam mời về thực tập. Trò chuyện với những người bạn đồng trang lứa có đam mê lập trình, Nam Long mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm của mình về niềm đam mê lập trình khi mới chỉ có 6 tuổi qua sự định hướng của gia đình. Nói về những bạn ở thế hệ tụi con thì con nghĩ là trong tương lai, việc mà học lập trình sớm là sẽ rất quan trọng. Chỉ còn lập trình cơ bản thôi, chỉ còn hiểu lập trình là gì, không cần lập trình game hay là full stack hay gì hết. Nếu mà các bạn thực sự thích chơi game hoặc là đam mê game, không phải là nghiện game nha, nhưng mà là đam mê game, thì cũng nên dành thời gian của mình cho game, hiểu biết game để có thể làm game designer. Nghe game là không tốt vậy thôi, nhưng mà thực sự thì cũng có thể thành một nghề nghiệp game designer hoặc là game tester. Tại những bạn mà chưa đam mê lập trình thì nên hiểu lập trình là gì. Còn cho những bạn đã biết lập trình rồi đó, nên lập trình game. Nếu biết lập trình thì lập trình game thì that's the best thing you can do. Sau đó thì nâng cấp lên được khác. Game là một nền tảng rất tốt. Tiến sĩ Võ Trung Âu sinh ra ở Thân Bình, Quảng Nam, nghiên cứu sinh xuất sắc tại Hungary, được biết đến là diễn giả của nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước tại châu Âu và châu Á. Viện trưởng Viện 3AI cho rằng công nghệ thông tin là điều cực kỳ quan trọng đối với một đất nước. Việt Nam đang đón đầu xu thế các nền tảng lập trình như tài chính, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, robot và dần hội nhập quốc tế, thì việc định hướng thế hệ trẻ đam mê lập trình sẽ góp phần tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp cho đất nước sau này. Tôi thấy được cái sự khác biệt giữa cái trình độ tiếp cận công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin ở các nước. Điển hình như ví dụ như ở một số nước bây giờ người ta dùng AI để mà giảm tải về các phương tiện giao thông ở các đường lúc giờ cao điểm, hoặc là một số cái người ta biển quảng cáo người ta dùng AI, camera AI để mà đánh giá được xem là cái một người đi qua đi lại thì họ nhìn nhận cái bảng quảng cáo nó bao nhiêu lần để đánh giá được hiệu quả của cái việc truyền thông. Như vậy thì cái việc lập trình và đánh giá được cái đấy cũng sẽ dùng bắt buộc phải dùng công nghệ ở trong đấy. Và về ví dụ như ở một số nước thì Nokia, như ở Hungary thì Nokia rất là mạnh, thì họ phát triển rất là mạnh về các phần mềm ứng dụng cũng như là cái cyber security, thì để là bảo mật, an ninh bảo mật. Thì vì công nghệ càng phát triển thì cái công nghệ bảo mật càng phải được tập trung nâng cao. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái mạng đấy hiện nay đang chưa có được phát triển mà đúng cái tầm của nó. Như vậy thì tất nhiên là sắp tới thì khả năng là về công nghệ bảo mật sẽ là một cái mà cực kỳ quan tâm, và cái lập trình sẽ bắt buộc phải nâng cao hơn kỹ năng nữa. Cybersoft Academy được coi là một môi trường thực tế nhất với việc đào tạo hơn 10.000 học viên trong và ngoài nước có trình độ lập trình đáp ứng nhu cầu xã hội trong 6 năm qua. Việc nắm bắt được thị hiếu của lứa tuổi học sinh cấp 2 trở lên cũng muốn trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp, thì Cybersoft Academy đã tạo nên một chương trình phù hợp và có tính ứng dụng cao, đó là chương trình TechX. Chương trình TechX là nó sẽ giúp ích cho những các bạn nhỏ của chúng ta từ cấp 2 đến cấp 3, rồi đến những người đi làm, những người trái nghề, có khả năng học một cái chương trình mà trọng tâm của TechX đó là sử dụng công nghệ để có thể giúp cho các bạn học ở tất cả những nơi trên thế giới và ở Việt Nam học lập trình hoặc là công nghệ một cách tốt nhất có thể, bằng những cái phương pháp mà đã được chuẩn hóa từ nước ngoài, từ các đại học ISU hay là các cái chương trình đào tạo nó đáp ứng với lại những cái lộ trình nó xứng đáng với lại những chương trình của nước ngoài, để cho các bạn có thể là học ở Việt Nam nhưng mà sau này các bạn có thể đi nước ngoài các bạn làm việc được ngay, và các bạn không cần phải học lại ở các chương trình ở nước ngoài một cách nó tốn kém về thời gian và chi phí. Buổi workshop còn nhận được nhiều câu hỏi của các bậc phụ huynh quan tâm đến các chương trình đào tạo TechX dành cho lứa tuổi học sinh, từ việc tạo nên các ứng dụng, website đến các trò chơi trực quan từ sản phẩm công nghệ, v.v. Với kỹ năng lập trình sẵn có, học viên sẽ trở nên sáng giá trong nhiều buổi phỏng vấn du học hay xin việc. Với lộ trình được cá nhân hóa cho người học, TechX sẽ thúc đẩy tư duy logic và sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và phát huy năng lực trong môi trường toàn cầu, tạo nên nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho Việt Nam trong tương lai.